Anna Đường Bôn Đôn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là phiên ngày 15 tháng 6 năm 2023. Hôm nay mình có 25 đơn để chia sẻ cho cả nhà. Gồm có đai trâu này, sóc, quế tím nha cả nhà. Kiếm lùn. Cả nhà ai yêu đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0337781128 hoặc số điện thoại 0332155318 nha cả nhà. Cả nhà nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để xem video tiếp theo nhé. Đi vào đơn đầu tiên là đơn sóc nha cả nhà. Sóc này, chia sẻ cho cả nhà đơn sóc này. Một mẹ hai con nha cả nhà. Một mẹ hai con này, sóc này 200k. Cái sóc to nhá. Một mẹ hai con 200k. Đơn số 2 là đơn sóc luôn. Đơn này 170k. Cái này cũng một mẹ hai con này. Cái số 2 này, cái số 3 này, cái số 4 này, cái số 5 này và cái số 6 nhé. Đơn này 170 cho đơn số 2. Đơn số 3. Đơn số 3 là đơn đai trâu. Đơn này 170. Cũng có một cây này. 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7. Đơn này 170 cho đơn số 3. Đơn số 4 là đơn combo sóc với lại quế tím nha cả nhà. Đây này. Vừa sóc vừa quế tím. Sóc rất là đẹp này. Chị Thiên. Này, một đống luôn. Đơn này chia sẻ cho cả nhà 100k. Đơn số 5. Đơn số 5, đơn này là một cặp trâu 200k nha cả nhà. Cây này. Và cây số 2 đây, hai cặp lại. Đơn này 200k cho đơn số 5. Đơn số 6 là đơn sóc, đơn này 150. Có một cây sóc nhỏ này. 2 cây này. 3 này, rời này. 4 này. 5 này. Và 6 nha cả nhà. Đơn này 150 cho đơn số 6. Đơn số 7 là một đơn rất là nhiều luôn. Combo rất là nhiều loại luôn, vừa tam bảo sắc này, quế tím này. Với lại bạch ngọc nha cả nhà, rất là nhiều luôn. Đây. Nguyên bản nhá, hàng nguyên bản nhá. 200k cho đơn số 7. Đơn số 8 là một đơn kiếm lùn nhá cả nhà. Đơn này 80k. Có một 100k, đơn số 8 100k. Ba khúc kiếm lùn đường bôn đôn nguyên bản và một cái rời nhá. 100k cho đơn số 8. Đơn số 9. Đây đơn số 9 nha cả nhà, đơn số 9 này. Đơn này một cặp trâu này, 170k. Lá tròn nha, một cây này. Cây số 2 này. Đơn số 10 là đơn này 150 nha cả nhà. Đơn này 150 là 60 đấy. 150. 150 nhá. Một cây này. 2 này. 3 này. 4 5 6 7 8 cây nha cả nhà. Đơn này 150 cho đơn số 10, đơn số 11 100k nhé cả nhà. Đơn số 11 100k sóc. Một cây này. 2 này. 3 này. 4 này, 5 và 6 cây nhé. 100k cho đơn số 11. Đơn số 12. Đơn số 12 là đơn quế tím nha cả nhà. Có một cây này. 2 này. 3 này. 4 này, rồi 5 6 này, rồi 7 8 9 10 11 12 13 14 cây nhá, 100k cho đơn số 12. Đơn số 13. Đơn số 13 là đơn trâu nhá cả nhà, 500k nhá. 1 2 3 cặp lá. Bản lá 6 sen nhá cả nhà, bản lá 6 sen đấy. Rất là to luôn, một bên lá hai găng tay, một bên lá hai găng tay nhá cả nhà. Một bên lá hai găng tay khoảng 80 sen luôn ạ. Đơn số 14 là đơn trâu. Đơn số 14 là đơn trâu nhá cả nhà. Ba cây trâu này 250 nhá cả nhà. 1 này. Cái số 2 này. Và cái số 3 này. Đơn này. Đơn số 15, đơn này cũng 250. Có một cây này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này.
8 này, 9 này, 10 này, đơn này. 100k cho đơn số, 250k cho đơn số 15 nhé. Đơn số 16 là đơn này, 160k nhé. 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá. Có bị lỗi một tí, lỗi cái này nhé cả nhà. Lỗi do khai thác này, lá bên này. Chia sẻ cho cả nhà 160k cho đơn số 16, sóc to nhé cả nhà. Đơn số 17 là một cặp trâu nhé cả nhà, 180k. Hàng lá tròn nhé cả nhà. Đây, một cặp này, cùng khúc này. Đơn số 18, 100k, sóc 1 cây, 2 cây, 3 cây này, khúc này 2 cây, 4 này và 5 nhé cả nhà. Đơn này 100k cho đơn số 18. Đơn số 19, cặp trâu nhé cả nhà, rất đẹp luôn, 180k, lá tròn. Đây số 2 này, đây, 180k cho đơn số 19. Đơn số 20, đơn này 130 nhé cả nhà, có một cây trâu rời này, 2 cây này, 3 cây này, 4 này và 5 nhé cả nhà. Đơn này 130k cho đơn số 20. Đơn số 21. Đơn số 21 nhá. Đơn trâu 150, có một cây này. Cây số 2 này. 150 cho đơn số 21. Đơn số 22 là đơn sóc 100k, có một cây này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây nhé cả nhà. 100k cho đơn số 22. Đơn số 23. Đơn số 23 là đơn trâu nhé cả nhà. Đơn này 170k. Có một khúc này 2 cây này, 2 khúc này, 3 này và 4 nhé. 4 khúc này 200. 170k đơn số 23. Đơn số 24, một cây trâu lá chỉ thiên 5 sen nhé cả nhà, bản lá 5 sen đấy. Có 1, 2 cặp lá rưỡi. 350k cho đơn số 24. Đơn số 25 là đơn cuối cùng nhé cả nhà. Đơn này 350k. Này, có một cây này. 1, 2, 3 cặp lá. Cây số 2 có 1, 2, 3, 2 cặp lá rưỡi. 350 cho đơn số 25 là đơn cuối cùng. Hôm nay mình có 25 đơn để chia sẻ cho cả nhà. Anh yêu đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0337781128 hoặc số điện thoại 0332155118 nhé cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để xem video tiếp theo. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào video tiếp theo nhé. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.